Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với Nhật ký du học Nhật Bản. Mình là Đức Mai. Và ngày hôm nay thì mình sẽ nói với bạn về chủ đề tẩy chay hãng gì. Tẩy chay chính là hãng bên kia giờ họ tẩy chay hãng HM, một cái vụ là rất là lùm xùm ở Việt Nam mấy ngày hôm nay. Bây giờ mình đang có mặt ở Shinjuku, một trong những gọi là trung tâm thương mại lớn nhất của Tokyo ở Nhật Bản này luôn. Đó. Thì phía sau kia của mình chính là cửa hàng HM, trung tâm điểm nóng của Việt Nam bây giờ. Tại vì mọi người biết là cái vụ mấy ông này ông ấy lại ủng hộ cái bản đồ, trong đó lại có cái đường lưỡi bò đấy mà Việt Nam mình không đồng ý. Đó. Thì Việt Nam mình thì người dân Việt Nam mình trả lời ngay bằng cái kiểu không mua đồ của HM nữa, tẩy chay HM rất là đông đảo đông đúc. Thì mình cũng nghĩ là ở bên Nhật Bản này cũng là một cái nước rất là ủng hộ Việt Nam mình, mà Nhật Bản thì cũng không yêu về Trung Quốc nhiều cho lắm, thì chắc là cũng sẽ tẩy chay cửa hàng HM này chăng. Đó. Nhưng mà thực ra thì hôm nay mình đi ngang qua cửa hàng HM này thì thấy nó vẫn đông bình thường, không phải là vẫn kiểu bình thường, không phải là đông nhưng mà hoạt động cũng rất là bình thường luôn. Thấy mà mọi người mua sắm thì cũng khá là nhiều. Đó, thì rồi cũng biết là mình sẽ vào trong cửa hàng HM này để xem là bên trong HM nó có đông đúc không, em có chuyện gì xảy ra trong HM nó bình thường không em. Thấy là bên trong cửa hàng HM thì nó vẫn rất là bình thường, không khí thì như mọi khi thôi, mình thấy là tương đối là như mọi khi. Đó, có những lúc mà nhìn nó còn hơi đông đông một xíu nữa luôn á. Đó, mà hôm nay thì cũng có một cái khác mình hôm nay mình nhận ra là hình như là không có người ngoại quốc nhiều, ví dụ như người Việt Nam mình là chắc chắn nó không thấy rồi, mà không phải nhiều Việt Nam đâu nhé, người Trung Quốc cũng không thấy luôn. Đó là cái mà ngày hôm nay mình nhận định được ở trong cửa hàng HM ấy, là bảo như thế người Nhật đến vẫn đông vẫn nhiều luôn. Ở Nhật Bản như người ta không có ke đến cái chuyện này nhiều cho lắm. Không, và đương nhiên là đúng là chuyện này thì cũng chẳng có liên quan gì đến người Nhật cả, nên là nói chung là người Nhật thì người ta vẫn đến mua sắm bình thường thôi. Ở cái cửa hàng HM ấy, quần áo của hãng này thì nói chung là trung bình khá, tương đối ổn. Hàng thì cũng không phải là đắt lắm mà cũng không phải là rẻ lắm. Trung bình khá ở Tokyo này, mình cũng là người, mình cũng thỉnh thoảng mình mua áo HM này. Không phải là nhiều đâu, tại vì mình thì mình thích mặc áo bếp hơn. HM thì cũng là tầm mức trung trung, bao giờ thỉnh thoảng có sale ấy thì mình ra đấy mình làm tí. Đó, còn bình thường mà không có sale ấy mình cũng chẳng ra HM mình mua quần áo làm gì cả. Nhưng mà ra Uniqlo thì nhiều, họ đấy toàn quần áo Uniqlo thôi. Họ rất ủng hộ Nhật Bản rất là nhiều luôn. Của Nhật Bản này nó hết anti nhiều nhất đó chính là cửa hàng Forever 21. Thì bây giờ Forever 21 mấy cái chỗ của cái cửa hàng thì Forever 21 ấy, giờ nó thành cửa hàng IKEA hết rồi. Toàn mấy chỗ cửa hàng IKEA toàn mấy cái chỗ ngon ấy, là ngon. Thì thường IKEA hay ở ngoại ô, mà bây giờ mấy cái chỗ của Forever 21 ấy vào lấy hết sạch xanh xanh luôn rồi. Đó, thì cái hãng Forever 21 luôn là cái hãng mà cũng
gọi là như của Hàn Quốc ấy, cũng bị dân Nhật anti, cũng tẩy chay ác lắm. Nhưng mà mình nghĩ chắc là cũng một phần thôi, nhưng tại vì cái lúc mà về sau này, khi mà cái hãng nó lúc mà gần đóng cửa rồi ấy, đó thì dân Nhật đến, cả dân Nhật rồi cả dân ngoại quốc nữa, đến mua xúc hàng của hãng Ford và Taiwan nhiều lắm. Kiểu như mua nốt tống khứ mấy ông ấy ra khỏi Nhật Bản để cho nhanh. Bây giờ mình ra cũng vừa ngang qua cửa hàng Ford và Taiwan kia, thấy nó sắp thành IKEA rồi mà nhìn trông IKEA xịn xò lắm. Trong cái chuyện tẩy chay của hãng HM lần này thì lúc đầu mình cũng không phải là cái người thực sự là quan tâm nhiều cho lắm. Lúc đó lên thời sự của Việt Nam rồi lên VTV rồi là cũng bắt đầu mới biết. Đó thì nói chung mình biết rồi mà CDC nhà mình đấy, Mỹ Nghi cũng gọi điện thoại cho anh Đức luôn. Hồi trước Mỹ Nghi có một cái sở thích rất là dễ thương, đó chính là thỉnh thoảng tháng nào ngày rảnh rảnh thì bà sẽ nhờ mình mua đồ cho bà ấy ở bên Nhật này đó. Thì tháng trước suýt nữa bà ấy nhờ mình mà mua là một cái đôi giày của HM rồi đấy. Thì lúc mình đi ra thì cũng thấy cái đôi, có cái đôi giày đấy, thì đáng lý là bình thường là sẽ phải mua đấy, nhưng mà tự dưng hôm nay lại có cái chuyện này nên là mình cũng thôi không cần phải mua đôi giày nữa. Bà cũng dặn trực tiếp mình luôn, anh cẩn thận đi, đừng có mua đồ của bọn HM nữa. Ôi ôi, cái này tụi sợ quá. Nhà tụi có mấy cái mặc áo của HM, không biết là ở Việt Nam là nghe tin đồn là còn dữ dằn hơn nữa, là mấy ông còn thanh lý hết đi cơ. Ôi ôi, ghê lắm. May là bọn bếp nó không có liên quan gì đấy, là bọn HM nha, chứ liên quan đến bếp nhà tôi chắc tôi chết mất. Sợ lắm. Việt Nam mình phản đối bằng cách tẩy chay, kiểu mọi người đều tẩy chay như thế là một cái tiếng nói cũng đánh vào mặt của bọn HM này, mấy ông lãnh đạo HM mà mất thị trường Việt Nam và cũng sợ phết đấy. Mặc dù là thị trường bé không bằng Trung Quốc, Trung Quốc to lắm, dân cũng đông lắm, cho nên là mình thấy đấy cũng là cái bài học cho HM thôi. Chỉ dùng mình nhìn xung quanh thấy như ai nhìn mình, không biết là cái anh Trung Quốc hay là đấy, dân HM không quá phải đức phải giật mình một tí khó. Nhưng mà nói chung là đấy, lần này Việt Nam mình thấy mọi người cùng ủng hộ như thế là một cái hành động, nói chung là chỉ lý phết đấy, không phải là đùa đâu, phải có hành động gì chứ không phải mình lại không làm gì người ta lại cứ tưởng thế là hay, người ta lại tiếp tục, người ta lại có những cái gọi là hành động cản trở Việt Nam mình hơn, hành động gây hấn Việt Nam mình hơn thì không được. Đó, phải có hành động Việt Nam mình cũng phải có cái cách ứng xử lại như nào. Kinh phết đấy, Việt Nam mình dựng dân chơi lắm, không phải đùa đâu. Thì mình cũng không chắc đây là một cái cách gọi là một cái hành động gọi là hiệu quả nhất. Hay hiệu quả nhất thì chắc là đương nhiên là vẫn phải có cái biện pháp thì nó mạnh hơn. Đánh chay như thế này thì cũng năm ăn năm thua thôi đấy. Đó, thì nếu mà bạn nào mà có cách nào mà hay, các bạn comment ở phía dưới này nó để mình biết được, mình còn đi mình tung hô, mình còn đi mình lan truyền, được lan tỏa thông tin đó. Không, và đó là câu chuyện về tẩy chay hãng HM. Mà mình nghĩ là ở Nhật Bản này chắc người ta cũng chẳng có tẩy chay HM gì đâu. Ở Nhật Bản này cũng xóa lắm, chỉ có tẩy chay mấy cái hãng mà ảnh hưởng đến nước của nó thôi. Còn HM thì vẫn nói chung là ngon chán. Zara, mình đang ở Zara này, còn Zara thì cũng vẫn đông. Uniqlo thì đông nhất luôn, ở Uniqlo hầu như ga nào mình cũng thấy có cửa hàng Uniqlo. Còn HM thì mình thấy chỉ có đúng một cửa hàng ở Ginza của HM ấy là như kiểu là bị là đóng cửa thôi, chứ còn đâu thì HM ở Tokyo chắc là cũng phải có 5-6 cửa hàng gì đấy, ngoại ô nữa cũng có khoảng thêm 2-3 cửa hàng nữa. HM thì thoải mái, cũng nói chung là cũng một hãng rất là mạnh ở Nhật Bản đấy luôn. Đó, thì đấy là câu chuyện về HM.
hy vọng là mọi người thích cái clip này. Nếu mà các bạn nào mà chưa subscribe kênh của mình thì thỉnh thoảng thì bấm subscribe và đi thỉnh thoảng mình còn có động lực mình làm thêm clip mới nữa. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé. Trời giờ cũng tối rồi, chắc mình đi chơi uống cốc gong cha rồi. Bye bye nhỉ. Ok.